Hôm nay chị Kim với Dâm Linh đi đâu đây? Rất là vui gặp lại chị Kim. Mà chị Kim, hai chị em mình đi chơi hả chị? Mà thật sự sẵn đây Linh giới thiệu luôn, chị Kim là một cái nhà nhiếp ảnh chưa nổi, sắp nổi chưa nổi mà có chị mà sắp, chưa nổi mà nè mà bị chị mà chị Kim nhiếp ảnh da dạ mà chị Kim chụp hình rất là có tâm, cho nên là cái hình nó rất là đẹp. Vừa rồi cái đám ba đó chị cũng có mướn người chụp hình, nhưng mà cái những cái hình mà chị Kim chụp cho ba mẹ con á của em á, em thích quá. Nó rất là rõ mà đẹp, mà nó có một cái hồn ở trong đó. Thì em thích mấy cái tấm mà hai đứa nhỏ chị đang khóc á, chị chụp Kim chụp đẹp quá trời luôn. Mà nhiều người bạn cũng nói cái hình đó nhìn không biết sao, nhìn cảm động. Nhìn hình mà còn cảm động, giống như mình bắt đúng cái thời điểm. Mà nhìn hình mà còn cảm động, mà thật sự chị Kim chụp cái máy chị hình của chị Kim rất là rõ luôn. Đứng xa lắm á. Ồ vậy hả? Đứng từ đây mà ra tốt bên kia luôn. Ồ vậy. Mình zoom lại chứ đứng gần người ta biết mình chụp. Vậy. Phải đứng xa mình chụp lén. Trời ơi, cái chụp lén mình mới bắt được những cái thời điểm đó. Rồi với lại phần thì chị Kim cũng có chụp hình áo dài cho Linh rất là nhiều, nhưng mà đang giấu, đang để dành. Thật sự là Linh không có thời gian để mà edit bỏ lên YouTube. Mình không biết là đề tài gì nữa. Dạ, một kho hình chị Kim chụp cho Linh rất là thích luôn. Những cái hình mà Linh làm cái intro đầu đó, mà cười đó, mà áo dài đó là hình chị Kim chụp á. Thí dụ mình làm một cái nghề gì đó mà lúc nào cũng phải có cái tâm đó. Mà chị Kim á là có tâm chụp hình, cho nên chụp hình rất là đẹp, giống như một cái đầu bếp á chị, mà nấu ăn mà họ nấu mà họ không có cái tâm là không có ngon. Mà giống nhiều đầu bếp trong thi nấu ngon mà mình nấu đâu có được, thì làm nó bánh ngon rồi. Mình đâu có chứ. Đúng rồi. Thì nó làm dễ quá. Nó làm thấy ngon thì tại nó chuyên nghiệp mà. Mà nó làm có cái tâm lắm. Cho nên là cái bánh của nó ăn rất là ngon. Thật sự mình đi ăn bánh sinh nhật khác mình không thấy ngon bằng cái bánh của ông Thi. Mà vừa rồi em bắt chước exactly của ông Thi thì bạn bè cũng khen. Nhiều khi coi thôi chứ làm biến là cứ làm sẵn cho ăn thì ok. Thì đó, giống như những cái nhà hàng mà có những đầu bếp mà họ nấu ăn mà họ có cái tâm là bảo đảm là thành công cho cái nhà hàng đó. Bây giờ để coi chị Tiên Kim chỗ tay cho anh Dũng Linh. Nói nhiều quá thôi đẹp, nó không đẹp, đẹp không là đẹp ấn thương là mẫu từ bô. Thật sự đó là Linh cũng suy nghĩ là cũng đột xuất hai chị em đi thôi. Thì chị Kim á, chụp hình có tâm là một chuyện, nhưng mà cái chuyện là cái mặt của mình mà lên hình á, mà nó đơ đơ thì cũng không có đẹp. Cho dù chị Kim cố gắng cỡ nào, mình cũng nghĩ là nếu mà mình đi chụp hình á, cái lòng của mình á, là không có cái gì ở trong lòng vui vẻ, bình an, mình vui thiệt á. Tại vì chụp hình là mình phải cười, mà cười á, mà trong lòng mình nó không có vui, mình cười cái mặt mình khác biết liền. Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày Linh không có suy nghĩ, không có lo lắng cái gì, rất là vui để mà chụp hình cho nó đẹp kỷ niệm. Mà chị Kim á là gì chùm hả, không phải cái gì người ở đây gọi là gì, thổ địa, cho nên là chị Kim biết nhiều cái chỗ, với lại là nhiếp ảnh gia cho nên là biết nhiều cái chỗ đẹp. Chị Kim sẽ dẫn mình đi. Bây giờ các bạn theo dõi và đi theo đẹp. Tùy ví dụ cần một góc thôi ở nhà có cũng chụp ra hình nha. Được chiều được
Nhưng mà chủ yếu là mình cũng đi quay cảnh cho nó đẹp hả chị ha, để làm video cho cả nhà biết cái chỗ nào nó có cảnh đẹp. Thí dụ family muốn chụp hình thì tới. Ủa mình đi từ nhà của má mà tới đây là khoảng bao lâu phút chị? Bao nhiêu phút? Cái này là fashion hay là như là 10. Nãy giờ mình đi khoảng nhiêu? Nửa tiếng không? Chắc khoảng 20 phút rồi chị ơi. Ha? Gần tới chưa? Ok. Chắc tới đó mình làm video khác đi. Các bạn ủng hộ và xem cái video khác nha. Cái video kế tiếp của cái video này làm Linh ít đèn đỏ chị ơi. Ừ. Cho mình ngấn. Fashion Iceland. Tới rồi. Cái gì ở đây là tỷ phú ở không hả chị? Triệu phú không? Triệu phú hả? Chứ không phải tỷ phú hả? Có tỷ phú luôn. New Port Center. Cẩm Linh đi thăm mẹ qua đây thì Linh cũng không có đem đồ gì để chụp hình hết. Cho nên chị Kim siêu tầm đồ đạc rồi đem cho ông Linh mặc. Đây là cái áo đầm mà chị Kim đưa cho ông Linh mặc từ nhà, rồi đem theo một số đồ ở trên xe nữa kìa. Đó, một đống đồ kìa. Chị Kim là có đồ đạc sẵn hết. Cả nhà ai muốn chụp hình gì thì bò lăn khóc năn nỉ chị Kim chụp. Ở đây là cái tên tiệm là cơm gà Nam An phải không chị? Mà ở đây cái gì cũng gà hết. Cơm gà, xôi gà, phở gà, cái gì gà nữa, tỏi gà, cái gì cũng gà hết, không có cái gì là vịt hết. Đây là thịt gà để riêng. Rồi gà thấy mày rút xương luôn rồi. Dạ. Gà thấy ngon lắm. Cái phở gà của ông Linh á là có trứng, có trời ơi, ăn cái này xong rồi uống thuốc chị Kim. Trứng non rồi có bộ lòng. Nó hơn cái phở bình thường là 1.3 đồng. Đây này chị Kim, xíu đi. Phở của chị Kim không có gì hết. Trời ơi, vậy cái phở của em ngon hơn của chị Kim à. Mắc hơn. Xin mời Linh uống đậu xanh lá dứa. Lá dứa cho nó mát. Xin mời. Thôi mình ăn đi. Rồi, ăn cơm gà, ấy quên, phở gà xong rồi. No quá. Nhiều quá chị. Mỗi người một dĩa gà. Xong rồi cái cây quay phim của ông Linh bị hư rồi. Bị cục rồi. Giờ không biết bỏ vô sao. Giờ quay bằng tay. Không có cái cây rồi. Không biết sửa sao nữa. Cái khu Phước Lập Thọ này là cái gì mắc hả chị? Hả? Hai chị em đi từ sáng tới giờ. Bây giờ mệt quá rồi. Anh no nè. Đi đó qua thì đi có đâu có ai mua áo dài. Kỳ này hết áo dài. Ủa? Mình ghé qua không chị? Mua gì nữa? Em định mua cái áo dài trắng á. Nhưng mà giờ chị Kim bận rồi phải không? Chắc mệt rồi. Thì đó mua cho nhà tốn cái áo dài trắng cũng 45 đồng. Chị hả? Áo cái kiểu mà giống của bà ngoại màu vàng nhớ không? Đi trang vậy không? Cái bông như vải màu vàng như vậy. Bán là 45 đồng. Mà không biết mình có quần không ta? 45 đồng chắc có quần luôn chứ. Dạ. Có thể là không có quần. Bên này Phước Lập Thọ có gì chứ áo dài cũng mắc ghê. Nhưng mà bữa em với Thi mua được mỗi đứa 9-10 cái. Mà mỗi cái có 10 đồng mà chị. Về mặt cũng đã rồi.
Về mặt tùm lum tà la có 10 đồng cái. Thấy đi lễ tao mặc đầm không mà. Ồ, em đi lễ bên kia là em đi ca đoàn đi, luôn luôn em bảo dài. Đi lễ bảo đầm thi hả? Mua nhiều quá. À. Thì tại vì có bao giờ nó mua được áo dài đâu, nó thấy có 10 đồng nó rẻ quá. Thì nó mua mà. Biết nó ít quá thì nó thấy áo dài rẻ quá nó mua. Thì tết lấy ra mặt thôi. Yeah. Đúng rồi. Đừng có kia bông giấy à. Tiệm bằng áo khoái. Giờ đứng lại chụp hình hả chị? Chị Kim khoái chụp hình. Mỗi lần mà thấy cái bông nào đẹp đẹp dưới đường là nhìn hoài. Nắng quá chị sao chụp. Phải cầm dù thì được chứ nắng chịu không nổi. Rồi giờ về tới nhà rồi. À, thôi, bye bye. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã ủng hộ Cẩm Linh. Ai mà muốn xem chị Kim biến Linh thành công chúa quậy trong rừng thì nhớ coi video kế tiếp. Bye bye cả nhà. Bye bye. Cảm ơn. Được chưa? Ý, hái được trái cây rồi nè. Trời ơi, trái này chín nè chị. Bự quá. À. Chị Kim với em Linh đang hái trộm trái cây. Cái trái nó khó quá hả chị? Làm sao ta? Kim đang hái trộm trái cây. Khó quá à. Nổi điên rồi. Không được, không có xây thôi.